trời đất đã chuyển mình vào thu. Mùa thu gợi nhớ những ngày tháng hào hùng của lịch sử dân tộc. Mùa thu cũng khơi gợi tình yêu, sự lãng mạn trong tâm hồn mỗi chúng ta. Và với chúng tôi, những ngày thu Hà Nội là nơi tập thể B5K43 bắt đầu một cuộc hành trình của tuổi trẻ. Một chặng đường Hà Nội mùa thu, mùa hoa sữa về, thơm từng ngọn gió, và nó càng da diết hơn, sâu lắng hơn trong những đêm khuya với những người mới ra nhà, xa vòng tay yêu thương của cha mẹ, để bắt đầu là sinh viên mang trong mình bao khao khát, ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ và hy vọng. Ngày ấy, chúng mình là những tân sinh viên, ngày đầu bước chân vào mái trường mà lòng đầy bỡ ngỡ, rụt rè trước trường mới, bạn mới. Và cũng rất nhanh chóng, chúng mình hòa nhập cùng nhau, sống cùng nhau, học cùng nhau và cùng nhau chia sớt vui buồn. Ký túc xá, nhà trọ, quê hương nội trú, nơi của những người con xa nhà bắt đầu cuộc sống mới. Tự lo ăn, lo học. Chúng mình không thể nào quên những kỷ niệm, những trò vui đùa nơi ký túc. Càng không thể quên những buổi học miệt mài cho những ngày thi tới. Những kỷ niệm của một thời thanh xuân tràn đầy nhựa sống sẽ luôn mãi theo ta suốt cả cuộc đời. Bạn còn nhớ những trận đá bóng tưng bừng giữa các lớp. Bạn còn nhớ những buổi tham quan, thực tập trong những tiếng cười giòn tan. Tình bạn ngày càng gắn bó, tình yêu kết trái đơm hoa. Tết đến, chia tay nhau về quê mà lòng đầy nhớ nhung. Hè về giã bạn mà lòng đầy xao xuyến. Dãy nhà ký túc xưa bây giờ vẫn hiện nguyên giữa bao kỷ niệm. Trộm xà phòng, trộm dép, trộm đồ ăn. Bạn có nhớ những ánh mắt trộm nhìn, gửi trao? Ngày ấy cũng là lời hò hẹn trên ghế đá ở bốn hồ. Dưới tán bằng lăng, dưới gốc bụt mọc, mà nay cũng có đôi nên vợ nên chồng. Chúng ta cùng ngắm lại những hình ảnh tuyệt vời như thế. Hôm nay trở lại trường xưa, trở về với bao ký ức tuổi sinh viên, tìm lại thầy cô, tìm lại niềm hạnh phúc của tuổi trẻ trong quá khứ, để rồi thắp nối cho hiện tại và tương lai. Trong suốt 20 năm qua, những sinh viên ngày ấy bây giờ cũng đã trưởng thành, hiện đang sinh sống và công tác ở nhiều nơi, nhiều lĩnh vực. Đa số các bạn công tác trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đồng hành cùng nhà nông. Song cũng không ít người làm trái ngành trái nghề. Nhiều bạn đã hoàn thành chương trình tiến sĩ, thạc sĩ. Nhưng dù ở đâu, làm gì, chúng ta vẫn luôn trân trọng những tình cảm bè bạn, tình yêu và những kỷ niệm thân thương của tuổi sinh viên. Thì các thầy các cô rất là vinh dự được đón được rất nhiều các thế hệ cựu sinh viên của khoa về thăm khoa, về thăm các thầy các cô, rồi thăm bạn bè. Còn mình là cái đặc thù về nông nghiệp, về bảo vệ thực vật, hay chọn giống cây trồng, hay khoa học cây trồng, thì nó cần cái thực tiễn rất nhiều. Thì mà mình lại được cái
giúp đỡ của các cựu sinh viên ở địa phương, thì đấy là một cái điểm mà đóng góp cho công tác đào tạo rất là tốt. Thời gian chúng ta gắn bó với nhau ngắn thì có 1.5 năm thôi, thế nhưng đến bây giờ các em vẫn gắn bó với nhau, đấy là một cái kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên. Tôi hứa rằng là khi nào còn sức ấy, các em còn tụ tập thì tôi vẫn cùng tham gia với các em, bởi vì để nhớ lại, mình cũng nhớ lại cái tuổi thanh xuân của mình và lúc sống cùng với các em. Lời thầy cô vẫn đôn hậu, nồng ấm. Thầy vẫn còn nhớ cái tập thể D5K43, những ngày đầu nhập học. Nay như những đứa con đi xa lâu ngày, trở về với nguồn cội. Chúng em nhớ mãi công ơn thầy cô đã tận tâm, tận tụy, đưa cuộc đời vào trong trang sách, đưa trang sách vào trong cuộc đời chúng em đầy ý nghĩa. Những bài học ngày xưa ấy đã cho chúng em nên người. Xin cảm ơn công lao miệt mài, trèo đò qua con sông, mang tên thầy cô. Thời gian thấm thoát thoi đưa, còn nhớ mùa hạ cuối chợt về ngẩn ngơ, chẳng cho ai kịp giữ. Tuổi sinh viên trôi đi trên từng trang lưu bút, trôi qua như con tằm vũ hóa rồi nhà tơ, kết thành tình bạn thiêng liêng. Về đây, về ngôi trường xưa, ngồi nơi khuôn viên bên bốn hồ, nghe vẳng tiếng lá thu rơi như chạm vào thời gian, chạm vào mùa của những thủa thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết của những kỹ sư, cử nhân tương lai. Mùa bằng lăng cuối ùa về cho ai tiếc nuối, những tà áo trắng bay, những bó hoa mừng bạn hoàn thành luận văn cuối khóa. Các bọn tớ yêu nhau từ bắt đầu năm thứ ba. Hôm đấy thì lớp tổ chức đi trên ăn cơm xong là tối là đi giao lưu văn nghệ. Và sau đó thì mình không đi được, sau đó thì thấy Huệ có nán lại, thấy quan tâm đến mình. Qua cái cuộc đấy thì thấy rằng cũng hiểu nhau hơn và thấy quý mến nhau. Không, tôi nói thật là trong trường này chưa, thì lúc ra trường rồi ra trường. Đấy là trong trường là tôi chỉ nhận anh trai thôi, sau này ra ngoài đời thì vẫn nhận anh trai thôi, cưới nhau thì cưới với lại anh. Thực ra thì kỷ niệm ấy đã mà không có, mà chúng tôi chỉ học hành là chính thôi. Chúng tôi có học hành nghiêm túc, học nghiêm túc. Còn tớ là đôi bạn cùng tiến. Vậy là đã 20 năm trôi qua, 20 năm đến với nhau rồi lại xa nhau. Hôm nay chúng ta vui mừng được gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng như đàn chim tung cánh bay đi muôn phương. Mỗi người một nơi, một công việc, một cuộc sống riêng. Với bao bộn bề lo toan thường nhật, có nhiều bạn thành công và gặp nhiều may mắn, nhưng cũng có những bạn còn rất nhiều khó khăn vất vả, cần được sẻ chia. Và cũng đã có người bạn vĩnh viễn đi xa mà hôm nay không có trong ngày hội ngộ. Nhiều bạn giờ mới hay tin mà không cầm được giọt nước mắt. Vâng, xin dâng một nén tâm hương lên anh linh bạn Đàm, bạn Thắng, bạn Sáng và bạn Khoa như một lời ru, ru cho một người vừa nằm xuống thấy bóng thiên đường, cuối trời thanh thang. Với 20 năm qua thì đến hiện tại bây giờ thì các bạn ở trong lớp B5K43 thì cũng có rất là nhiều bạn thành đạt và phát triển. Cũng có những người bạn vì thiếu một chút may mắn trong cuộc đời nên anh đã phải dừng lại cuộc hành trình của mình. Thời gian lặng lẽ trôi chẳng giữ cho ai và cũng chẳng đợi ai, chỉ kịp trao cho nhau những nụ cười nuối tiếc, những nụ hôn vội vàng, những cái nắm tay, những ánh nhìn bàng lảng buồn nơi cuối hành lang heo gió. Mai xa rồi, khoảng ký ức này biết cất vào đâu, những cái ôm siết chặt vai nhau, chia tay nhau với những hẹn ước về một chân trời mới. Cuộc sống sinh viên đã qua rồi, bây giờ mới thấy tiếc mày nhỉ. Tiếc những buổi ngủ lười, bỏ học, nằm trên giường nghĩ ngợi lung tung. Tiếc cái ước mơ ra trường lo cho gia đình,
sao mà hồi ấy trong sáng thế. Rất là may mắn là khi mà về tỉnh thì trong đồng bào làm trong cơ quan chuyên môn của tỉnh, và cùng với cái kiến thức và cái năng lực bản thân thì hiện nay thì mình đang công tác ở văn phòng ban tỉnh, còn xã mình là vậy thì cũng đang công tác ở chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật sở nông nghiệp Bắc Giang. Đến nay mình rất là vui, vui vì hầu hết các bạn của mình thì vẫn đang làm trong các lĩnh vực về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Và về cá nhân mình thì mình cũng rất là vui và tự hào vì cũng đã đóng góp phần nào đó cho bà con nông dân của Việt Nam cũng như là nền nông nghiệp của Việt Nam nói chung phát triển. Mong mỏi về ngày hội ngộ, không ít các bạn ở xa mong đến từng ngày để được gặp bạn bè và ôn lại kỷ niệm một thời thanh xuân, một thời sinh viên đầy ắp kỷ niệm, một thời để nhớ, để học, để yêu, để vun đắp những ước mơ, hoài bão. Thời gian trôi với bão mưa, chia tay bè bạn, ngỡ vừa hôm qua. 20 năm cũng thật xa, giờ đây ngoảnh lại, sắp già còn đâu. Sớm thôi hẹn gặp lại nhau, thầy xưa, trường cũ, bạn đâu nhớ về. Lời hẹn ấy hôm nay đã thành hiện thực. Trong giây phút xúc động của buổi gặp mặt này, chúng ta hãy ngồi lại bên nhau, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm, kể tiếp những câu chuyện còn dang dở về thời sinh viên tràn đầy nhựa sống. Hãy nói với nhau những cảm xúc, những rung động ngày ấy mà chúng ta chưa kịp nói. Giây phút thiêng liêng này xin hãy lắng lại để chúng ta tìm về những ký ức đã xa, ký ức về một thời của những người thông thái vui tính và tràn đầy lãng mạn, ước mơ. Vâng, cội nguồn cho những ước mơ, cho những hoài bão, cho những thành công của sự nghiệp chúng ta, lớp B5K43 20 năm trước. Hãy cho những người thực hiện kết thúc phóng sự này bằng một đoạn thơ của thi sĩ Bùi Thanh Tùng. Bạn bè là nghĩa tương thân, khó khăn thuận lợi, ân cần có nhau. Bạn bè là nghĩa trước sau, tuổi thơ cho đến bạc đầu không phai. Đừng quá thiên vị chữ tài đi với chữ tai một vần. Kẻ thù lớn nhất, bản thân, an ủi lớn nhất, làm ân cho đời. Cùng nhau quyết chí, bạn ơi, vui buồn gác lại, đường đời còn xa. Sen tàn cúc lại nở hoa, chia tay lòng ấm, bớt xa dặm trường. Hãy luôn nuôi dưỡng tình thương, cùng nhau vun đắp con đường B5. Chắc là mình cỡ là ở vị trí nào ở trong trường? Ở trong trường số vị trí mình mới quá. Ngày xưa nó không có GPS nên không đánh dấu. Quên rồi. Thế cái vụ người ta ốm rồi nên trường thăm người ta. Ra trường rồi. Ra trường à? Anh Trung thì mấy lần ở ghế đá? Anh thì ghế đá liên tục, hồi học hành, chúng ta ghế đá đi học nhiều. Thực ra thì trước đây thì mình cũng cao to phong độ chứ không như bây giờ. Thì cũng có nhiều bạn gái theo đuổi. Thống nhận với lời dạy của bố mẹ thì lên trên trường thì chỉ có học, học, học. Yêu là tình yêu là phấn đấu về học tập, chứ không phải tình yêu chim chuột như các anh các chị. Trước thì gọi là chip, nhưng bây giờ gọi là tùng dê, dê già. Và hai em ăn ở đây thì là dân Vĩnh Hoắc, nên là dê thì rất thích cái lá cây đấy. Để cho em với tự nhiên làm mãi chả ra gì cả. Đôi lúc tính đơn phương, thỉnh thoảng phập phồng. Chơi kia là sinh viên đi. Đây này. Mày là
mời mày vào cái nhà hàng sang trọng nhất Hà Nội này. Chè mẹ anh mày quay mẹ rồi nhau rồi. Rồi, à, bây giờ làm lại cái pha mà chém gió nhá. Ừ, mày chém đi. Mấy, tức là bây giờ mấy ấy này. Thôi nhá, thôi chị hút thật đấy. Hút thật chứ. Cái này khám cửa vào đó. Nào chạm cốc. Không cười. Ai có chụp cái ảnh tổng thể của ký túc không cho gửi cho mọi người đấy. Cười, có dành đâu mà cười. Không lấy được đấy. Hút vào, hút mông, hút mông vào. Tôi tán nhau, tán nhau. Ai đi vào đâu này? Không hiểu gì mà. Không được cười.